Từ vào thời Phật có hình thức tụng kinh, niệm kinh không, tụng kinh cầu an, cầu siêu, niệm hồng danh Phật, niệm chú hay không? Nếu những thứ đó có thật và có liệu có hiệu quả không sư? Vào thời Phật có như vậy nè, là có những vị tu sĩ thường xuyên tụng đọc những cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy để mà ghi nhớ, có thời Phật có. Nhưng mà cái kiểu tụng của hồi xưa không có giống như mình. Kiểu tụng hồi xưa là để các vị đã nhắc, các vị đã nhớ những cái bài kinh, những cái lời dạy của Đức Phật. Và một cái điều rất là khác đó là các vị đó hiểu Phật dạy cái gì. Tức là ví dụ như Đức Phật nói là các hành là vô thường, thì các vị đó chỉ tụng nhắc đi nhắc lại để nhớ là Phật dạy là các hành là vô thường, chứ các vị đó không có phải như mình mà cái kêu anicca vatasankhara mà xin thưa bây giờ quăng ra ngoài nhiều người cái kêu anicca vatasankhara rồi có ai hiểu gì không? Không hiểu, không biết tiếng, không biết Pali, không hiểu gì. Đấy. Một cái điểm nữa đó là vào khi sau khi mà kết tập tam tạng rồi đấy, thì các ngài có phân ra những vị tỳ kheo thuộc cái nhóm này thì chịu trách nhiệm trường bộ, những vị thuộc nhóm này chịu trách nhiệm trung bộ. Thành ra là có những cái nhóm trùng tụng tam tạng để duy trì cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra vào thời Phật ấy là có cái chuyện là tụng kinh niệm kinh thì có à. Rồi do cái nhu cầu mà một cái tập thể, do cái nhu cầu một cái tập thể thì khi mà đọc ấy, thì không thể nào mình đọc tụng như là cách mình đang nói được. Ví dụ như khi mà sư nói thì sư có thể nói là anicca quata sankhara uppa dawaya thammino upacittva nu chanti te sang vu basamo su. Đó là cái văn nói. Nhưng mà quý vị nghĩ 100 vị tỳ kheo mà ngồi lại với nhau thì không thể nào nói như vậy được, bởi vì nó cần phải có cái sự hợp âm giống nhau, thì nó có một vài cái quy luật. Ví dụ như khi mà sư tụng, sư sẽ tụng như anicca vata sankhara upadawaya thammino upacitta Anirudh chanti te sang vô ba sa mô su khô. Nó khác do nó cần phải nhịp điệu với nhau để các cái vị khác có thể tụng chung ấy, thì nó khác đấy. Đấy, còn cái chuyện mà cầu an cầu siêu nó là thời Phật ấy, cái cầu an là như thế nào, có nhưng mà nó không không có giống cái ý nghĩa bây giờ. Cầu an là trong những cái lúc mà người ta lo sợ, hoặc những lúc người ta đi xa, hoặc những lúc mà đại loại người ta muốn được chúc phúc ấy, thì người ta sẽ làm một chuyện đó là người ta làm phước đến chư tăng, thỉnh chư tăng đến nhà đấy, làm phước cúng dường đến chư tăng, và sau khi làm phước cúng dường xong thì chư tăng chúc phúc với cái ý nghĩa là cảm ơn đối với hàng cư sĩ, và sau đó sẽ để lại một cái vị có khả năng thuyết pháp, vị này sẽ thuyết pháp cho gia chủ nghe để biết được cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Đó là cái ý nghĩa cái buổi lễ mà cầu an, cầu an lúc lúc bây giờ đó. Còn bây giờ thì nó có một vài cái vấn đề. Thứ nhất là có đôi khi đó khi mà thỉnh tới thì không có cái vị pháp sư có khả năng thuyết pháp đi kèm, mà bây giờ thì chư tăng làm cái gì bây giờ? Thành ra là chư tăng ngoài cái chuyện là cảm ơn chúc phúc thì chư tăng làm luôn cái nhiệm vụ của một vị pháp sư là đem những cái bài kinh lẫn cái lời dạy của Đức Phật ấy đọc lại cho nghe. Ví dụ như
Anicca Uttasankhara, cái bài đại sư vừa mới nói đó, thì các vị đọc là các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt với cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Thì thay vì cần một cái vị pháp sư, nhưng mà không có vị pháp sư, thì Chư Tăng là lôi luôn mấy cái bài kinh của Phật ra để mà tụng. Đây là Chư Tăng Nam Tông nha. Còn những vị sư Phật giáo phát triển thì tôi sư không có nói. Còn riêng cái phần cầu siêu á, thì vào thời Phật thì không có chuyện là mấy ông sư đứng kế bên cái xác rồi hoặc thậm chí đứng bên cái di ảnh rồi thì không có. Bởi vì chúng sanh khi chết rồi là đi mất đất. Sư thậm chí là sư dị ứng cái một số vị mà bài trò để cho mấy ông sư mà cầm nhang cắm vô cái phủ nhang trước cái hộp. Cắm cho ai? Thứ nhất là cắm cho ai? Người ta đi đầu thai mất tiêu rồi cắm cho ai? Thứ hai là giả sử có ai ở đó, có ai có đủ cái đức để cho chư tỳ kheo là cắm nhang cho họ hay không? Đủ cái đức để mà hưởng cái đó hay không? Làm cái đó nếu mà người ta có, người ta tổn phước. Rồi một vị tỳ kheo thì không có cúi, không có cúi đầu trước trời thần quỷ vật. Mình dựa cái gì mình đi mình bày ba cái trò đó sẽ nhức đầu chứ. Nó hơi lạc đề. Hồi xưa thì không có cái chuyện đó. Xưa không có chuyện đó. Chỉ có như thế này. Có những trường hợp mà những cái vị mà vừa mới mất chồng, vừa mới mất con, vừa mới mất vợ, vừa mới mất người thân, buồn quá thì đi đến Phật. Đức Phật cho lời khuyên thì có. Rồi bây giờ mình lôi những cái lời khuyên nó ra đó, Chư Tăng đến nhà cư sĩ thì để khuyên ngược cái lại cư sĩ. Cũng cái câu kinh hồi nãy thì sư tiện thì sẽ lấy ví dụ thôi. Khi mà Đức Phật vừa mới viên tịch ấy, Vua Trời Đế Thích ngâm ngâm cái bài kinh này. Anicca Uttasankhara Uppada Vayathammino Uppacittaha Nuccanti Te Sangho Basammo Sukho. Thì để nhắc nhắc lời dạy của Phật, các hành là vô thường. Thì bây giờ khi mà cư sĩ mà buồn rầu khóc lóc than khóc ỉ ôi thì Chư Tăng đến, chúng ta cũng nhắc nhở các hành là vô thường, nhắc để cho quý vị đừng có buồn. Thành ra đó Chư Tăng đến tụng kinh là tụng cho người nghe, tụng cho người sống chứ không phải tụng cho người chết. Tại vì người chết rồi họ không biết gì hết trơn. Rồi theo kinh thì người chết họ đi theo nghiệp, mình đó mình tụng. Chỉ có điều như thế này nè, khi những cái người cư sĩ mà họ buồn thì họ cần một cái nơi nương tựa, thì sự có mặt của Chư Tăng là cái nơi nương tựa của người cư sĩ. Tiếp nữa đó, đó là thời điểm đó là thời điểm thích hợp để mà cư sĩ nghe những lời dạy của Đức Phật để có thể kiểm soát lại cái cảm xúc của mình và kiểm soát lại những cái suy nghĩ của mình. Thành ra vào cái thời điểm đó Chư Tăng có thể nói một vài lời kinh, có thể nói một vài lời pháp để thay đổi cái suy nghĩ của người Phật tử, để họ hiểu rằng những cái chuyện khóc lóc, những cái chuyện mà thương tiếc toàn bộ là điều vô ích hết. Rồi nếu như mình có thương, cái người vừa quá vãng, mình sẽ phải làm những cái gì để giúp đỡ cho họ. Đó là ý nghĩa của sự có mặt của Chư Tăng. Hai ý nghĩa: thứ nhất để trấn an tinh thần, thứ hai là để nhắc nhở lời dạy của Phật trong cái tình huống mà mình đau khổ như vậy, và cái cách nào để mà mình có thể giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Chứ không phải cái kiểu mà cầu siêu rồi để cho có một cái thế lực nào đó là lôi cái tạm gọi là lôi cái hồn. Phật thực tế thì Phật giáo mà không có cái hồn, nhưng mà sẽ tạm gọi
để mà lôi cái đó đi cõi này cõi kia, chuyện nó không có. Phải hiểu cái chuyện đó. Rồi cái chuyện mà niệm hồng danh của Phật á, thì nó kẹt một cái như vậy. Không biết quý vị có ai quen biết cái những cái vị mà bên bên đạo Thiên Chúa không? Họ có một hình như là trong cái điều răn của Chúa nó có một cái câu là không có nên tùy tiện gọi tên Chúa. Hình như vậy biết phải không ta? Mình cũng vậy thôi. Thí dụ như mà không phải đụng cái chuyện gì mình cứ kêu ba ơi má ơi thì nó kỳ quá. Hoặc là đụng cái chuyện gì mình lôi tên ông cha mình ra, lôi tên bà má mình ra thì nó kỳ. Sẽ đưa ra một cái ví dụ, gì thấy rồi, ví dụ như là anh mình thương, mình thương má mình quá, má mình tảo tần vất vả nuôi con rồi tới già thì tuổi suy thì sức yếu, đi đứng thì nó run lẩy bẩy. Bây giờ mình nghĩ mình thương má, thương phần quá khứ má vất vả, phần thì bây giờ mình cần vì cái đạo hiếu mà mình phải chăm sóc má cho nó vừa cái lẽ của người con. Mình thương như vậy đó thì trong đầu quý vị nghĩ như thế nào ha? Thứ nhất là mình nghĩ những cái khó nhọc của bà má mình hồi xưa tảo tần vất vả nuôi con, nhớ tới những cái lời ru ở trên võng, ở trên nôi đó, bây giờ không biết sao mà tìm lại được những cái lời ru đó bây giờ. Rồi mình thương những cái ngày mà ba má ăn cơm ba má nhét cho mình cái miếng cua, mà má nói má giữ cua, má không có ăn cua đâu, mà tại con thích nó má để con ăn, mình cứ tưởng là má nói thiệt. Đó rồi có những lần mà đi đi ăn tiệm, má cứ gắp thịt hết bỏ ở trong tô của mình, nó nói má không thích ăn thịt, má chỉ ăn có hủ tiếu với nước không thôi, thịt con ăn đi chứ má không muốn ăn, mà mình cứ tưởng thiệt không à. Ấy là mình cứ nghĩ những cái chuyện quá khứ của má, rồi mình nghĩ đến những cái mà tương lai mình sẽ phải làm cái gì cho má vui, mình phải làm cái gì để cho má không có nghĩ nhiều, để cho má có sức khỏe. Cái đó là mình nghĩ cho má, mình thương má mình nghĩ cho má. Không ai mà mình thương má mình suốt ngày trong trong đầu mình ấy, nghĩ má ơi má, thì cái đó sư nói thiệt, trừ khi mình nói mớ thôi ha, hoặc đau quá thì kêu kêu má để cho thôi má đang đau quá má ơi má, thì nó kẹt quá một vài trường hợp thì mình kêu má thôi. Chứ còn mà ngày thường mà mình cũng kêu thì nó hình như là phải đi khám á, hình như phải đi khám. Thành ra cái chuyện mà Phật cũng vậy thôi, chuyện Phật cũng vậy thôi. Mình thương Phật ấy, mình nghĩ đến Phật ấy, thì mình nghĩ đến ân đức của Phật. Quý vị muốn hiểu rộng hơn, hiểu rõ hơn thì vui lòng xem cái video là niệm Phật theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Mình có những ân đức của Phật, những cái đức lành của Ngài đó, để mà mình học theo, mình làm theo, mình nương theo, mình suy tưởng, mình nhớ, mình biết ơn. Cho lý nào mình suốt ngày cứ Phật ơi, Phật ơi, Phật ơi, Phật, Phật ơi. Thì nói thiệt là cái đó hình như là nó hơi kỳ. Ví dụ như lỡ trường hợp ngặt nghèo, đau quá, đau đau quá, thay vì kêu má, kêu Phật thì thông cảm được, tại lúc đó không còn cái gì để mà nói nữa rồi. Nhưng mà có trí tí hiểu biết thì không có làm cái kiểu như vậy ha. Sư ơi, sư chờ chờ chút. Đấy, thành ra nhớ giùm. Rồi thời của Phật ấy, thì làm có chú, không có chú thím ở cậu gì ở đây hết trơn rồi á, mà có những cái lời kinh đấy thì bây giờ đó, mình gọi là phiến phạn. Cái gì mình đọc mà mình hiểu thì cái đó là lời Phật dạy, còn cái lời gì mình đọc không hiểu nó thành chú đây.
Mà lạ một điều là chúng sanh sợ hiểu. Chúng sanh chỉ ưa cái gì mà họ đọc họ không hiểu thôi. Tại vì cái gì đọc không hiểu nó mới siêu, còn đọc hiểu nó thường quá. Đấy. Nhưng mà trong thời Phật cũng có chú, thời Phật cũng có chú. Chú thím cậu mợ đủ hết trơn á, có. Nhưng mà nó là của ngoại đạo. Đức Phật có nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, nó có những cái là cần là nó kín đáo. Tức là gì? Phụ nữ lúc nào cũng cần cái chỗ, cũng cần cái chỗ mà kín khuất. Đấy. Rồi cái người làm ác lúc nào cũng cần cái chỗ kín khuất. Rồi chú thuật thì cũng cần cái sự kín khuất, tức là không có minh bạch. Nhưng mà Phật thì Phật không có dạy chú, không cũng không có dạy thím, không có dạy cậu mợ gì, cô cậu gì hết trơn á. Đấy, chỉ có thời nay đấy. Một phần là mình bị một vài cái thế lực cái du nhập, ví dụ như Bà La Môn họ du nhập vào, cũng muốn thỉnh thần, thỉnh thím, thỉnh cô, thỉnh cậu, có chú nữa, có thỉnh chú của họ nữa. Đấy, thỉnh tới. Đấy, rồi thành ra là mình mới có chú, dùng chú để thỉnh thím. Đấy, rồi riêng Phật giáo Nam Tông, riêng Phật giáo Nam Tông có những cái bài kinh mà mình tụng mình không hiểu gì hết trơn. Trời, không hiểu là do mình dốt chứ không hiểu là do nó là chú tụng không hiểu, cũng không có nhu cầu hiểu, mà mình nghe mình coi như nghe chú. Bây giờ ba bài Itibiso, Sakkhato, Suppatipanno, ba bài niệm ân Tam Bảo đó, mà bao nhiêu người hiểu được ba bài đó, bao nhiêu người mà đọc như đọc chú. Rồi như cái câu mà Nam Mô Tát Xá, bao nhiêu người hiểu và bao nhiêu người là coi như là mình đang tụng chú. Đấy, thành ra sư mới nói đó, cái gì mình hiểu cũng là kinh, cái gì không hiểu cũng là chú ha. Còn cái chuyện mình tụng mà nó không hiểu á, thì nó có phước hay không thì nó cũng tùy. Ví dụ như mình phước thì đã có, dựa theo chú giải thì cũng có, nhưng mà nó chỉ có ở cái mức độ là mình có cái thiện cảm, có thiện cảm đối với chánh pháp, có thiện cảm đối với Phật pháp, thì nhờ cái chuyện mình có thiện cảm đó mà mình có phước, chứ không phải là do mình tụng mà mình có phước. Nó khác nhau ha. Khi mà mình tụng như vậy đó, mình tụng chú, nói thẳng là mình tụng kinh mà mình không hiểu nghĩa, thì dù gì đi nữa mình cũng có thiện cảm với Tam Bảo, mà nhờ mình có thiện cảm với Tam Bảo thành ra là mình có phước, chứ còn bản thân cái chuyện tụng niệm đó không có phước. Cho nên thì theo tùy mỗi người, ai thích tụng thì tới tụng. Đặc biệt là những cái vị mà trong mùa dịch này, hôm rồi sư có gửi cái bài là kinh kinh Châu Báu đó, Ratanasutta, thì quý vị có thể tụng á, tụng nhưng mà nhớ giùm, tụng hiểu giùm chứ đừng có làm nó thành một cái bài chú thì nó kỳ quá. Rồi thôi mai